Cô Tư xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ món nạm bò chay nha các bạn. Nguyên liệu gồm có ở đây là nước sốt thịt bò nha các bạn. Cái nước này là để ướp với thịt bò nên nó có đủ vị. Cái này là mình làm chay được nha. Chỉ đường, muối, bột ngọt là những cái nguyên liệu ướp cho cái thịt bò nó thơm. Nó không còn mùi hôi của thịt bò thôi chứ không phải là mặn nha. Này là chay nước ướp thịt bò. Chiên gì ốp bò, thịt heo rồi các bạn, nhưng mà ốp bò thì nó ngon hơn. Ở đây là nước dừa, nhưng mà một lát mình lấy ít thôi. Mình khui ra một lon, nhưng mà lát mình lấy có mấy muỗng thôi nha. Ở đây là hai lạng bột căng. Mình lấy bột mì đa dụng rồi mình nhồi ra rồi. Cách nhồi thì mình không có chia sẻ các bạn, tại vì mình nghĩ bạn nào cũng đều biết cách nhồi lấy bột căng rồi. Đây là nửa ký bột căng mà mình lấy được, mình nhồi rất là kỹ nên mình lấy được có 200 gram bột căng thôi. Chứ các bạn nhồi chừng 2-3 nước thì có thể là mình lấy được 2 lạng rưỡi hoặc 3 lạng căng nha. Tại mình nhồi rất kỹ, mình muốn cho thịt bò của mình dai thật là dai. Đây là 50 gram bột năng, 20 gram bột gạo. Với ở đây là có ổ bánh mì mình đã cắt ra theo cái khuôn nha. Mình sẽ cho vào cái khuôn này. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi ướp thịt trước nha, cho nó thấm nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào tô. Bây giờ mình cho sẽ cho bột hạt tỏi vào nha các bạn. Bột hành vào. Cái muỗng này là muỗng nhỏ, cái muỗng để ăn kem nè các bạn. Mình cho vào chút xíu bột ngọt, chút xíu đường nha. Cái này là phần nửa muỗng cà phê đường á. Với chút xíu bột ngọt cho nó đều vị nha các bạn. Bây giờ là thịt nướng nè. Thịt ốp thịt bò nè. Cái nguyên liệu để ốp thịt bò. Bây giờ mình sẽ cho ra. Bây giờ mình cho vào một muỗng canh nhỏ nha các bạn. Bây giờ mình cho xong, giờ mình sẽ nhồi lên. Mình sẽ không cho muối hoặc nước tương, nước mắm gì hết nha các bạn. Tại vì cái chai ốp bò này nó rất là điều vị, nó rất là ngon luôn, nó thơm ngon, nó đầy đủ cái gia vị nguyên liệu ở trong đó rồi. Thành ra mình không cần nữa nha. Bây giờ mình ốp, mình nhồi, mình ốp đây cho nó thấm. Rồi mình sẽ đi làm bột nha các bạn. Giờ mình để đây mình đi làm bột. Bây giờ mình sẽ làm bột nha, mình cho bột vào tô. Kế tiếp mình cho mấy muỗng nước vào. Các bạn cho từ từ nha, mình làm ở nước sệt. Như lỏng lỏng hơn chuối chiên một chút nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng nước dừa. 2 muỗng canh nước dừa nha các bạn. Mình cho vào đây một chút xíu muối cho nó có cái độ mặn mặn nha các bạn. Bây giờ bột mình cũng đã quậy nữa các bạn, quậy sệt chứ nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút xíu, cho vào đây chút xíu màu hắc xì dầu nha các bạn. Một chút xíu là mình sẽ chia ra, đây miếng, ở đây miếng.
cho nó có cái màu đỏ đỏ như là của thịt bò. Bây giờ mình cho chút xíu màu cà ri vào nha, cho nó đỏ đỏ mà nó lại đen đen thì nó mới đẹp. Nếu các bạn làm thịt bò mà các bạn ướp với chai thịt bò này rất là ngon nha. Bây giờ mình lấy đã cái khuôn, mình cũng đã thoa dầu 4 vòng vòng rồi nha các bạn. Thoa vòng vòng khuôn rồi. Bây giờ mình sẽ cho bánh mì vào đây. Bây giờ mình cho bánh mì vào bột. Kế đến mình cho thịt vàng nha. Rồi mình cho bánh mì vào đây luôn. Bây giờ thịt của mình đã làm xong rồi, mình cũng đã bắt sẵn một nồi nước sôi đây rồi. Bây giờ mình cho vào hấp nha. Bây giờ mình đã cho vào nồi hấp rồi các bạn. Mình hấp 50 phút thôi các bạn. Bây giờ mình lấy miếng giấy, giấy chống dính á, mình đậy lên. Cho mồ hôi nó không có xuống nữa các bạn. Rồi, giờ mình đậy nắp lại. Mình hấp khoảng 50 phút nha các bạn. Từ nước sôi cho tới chín là 50 phút. Sau 50 phút mình sẽ quay trở lại. Thịt chay của mình đã hấp chín rồi nha các bạn. Mình cũng đã để cho nó nguội rồi. Bây giờ mình sẽ trút ra dĩa nha. Đây các bạn thấy nó rất là cứng nha. Bây giờ mình sẽ xắt ra nha các bạn. Bây giờ mình đã xắt ra rồi các bạn. Cái này là thịt chay, mình giả là nạm bò chay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xắt ra một miếng, mình sẽ chiên. Đây, nạm bò chay của mình. Các bạn thấy không? Dạng nó có gân nè bà, từng lớp gân nè. Cái này là thịt nạc, còn cái này hai bên này là gân. Da với gân nha. Bây giờ mình chế biến món thịt bò nạm chay của mình xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra một miếng, mình sẽ chiên xong sơ qua rồi mình sẽ xào nha. Xào với
cải bó xôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sắc nhỏ ra một miếng nha. Bây giờ mình sẽ sắc ra nhỏ miếng rồi mình sẽ xào. Mình sắc rồi mình chiên sơ qua mình xào nó rất là ngon. Các bạn nhìn thấy cũng đẹp chưa? Bây giờ mình đã cắt xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem chiên, chiên qua rồi mình xào với cải bó xôi nha. Các bạn có thể làm cái này, các bạn có thể là chiên rồi các bạn ăn với bún á, bún bánh hỏi, hoặc là các bạn chiên nấu phở hủ tiếu gì các bạn chiên ăn cũng ngon, tại vì nó có cái loại mì căng đó giữa nó sẽ dai chứ nó không có rời rã nha các bạn. Nè. Giờ mình chiên mình có thể ăn với bún cũng rất là ngon. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu vào. Mình chờ dầu nóng mình chiên. Bây giờ dầu cũng đã nóng rồi mình cho chải vào nha các bạn. Đâu quên mình cho thịt vào. Giờ thịt bò mình đã chiên xong rồi các bạn. Bạn thấy rất là ngon luôn nha. Các bạn chiên đừng có vàng quá, chiên nó vừa vàng sơ rồi nè cho nó ngon thôi, nó săn cái da lại rất là ngon nha. Bây giờ mình chuẩn bị ở đây là gốc cải thìa với một chút cà rốt để mình tạo màu cho nó đẹp, với hai nữa nó cũng ngon, ăn cũng có chất nha các bạn. Đây gốc hành lá với tỏi, đây là hành lá. Đây có nửa muỗng đường cát, nửa muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê bột niêm, một xí bột ngọt nha. Bây giờ mình bắt đầu mình xào nha các bạn. Trước khi xào thì mình bắt nồi nước lên, nước sôi. Mình cho vào tí xíu muối. Mình sẽ trần sơ qua nha các bạn, cho khi mình xào á nó ngon, nó xanh mướt. Chỉ trần sơ qua vậy thôi. Đây mình chuẩn bị một cái thau, thau nước. Mình sẽ vớt đây. Bỏ vào thau nước đường. Giờ mình bắt cái chảo nè, cái chảo hồi nãy mình chiên nè, mình chừa lại chút xíu dầu cho hành tỏi vô. Hành tỏi dậy mùi thơm là được rồi nha các bạn. Cho rau để xào. Cho vào một muỗng dầu này, dầu hào nha các bạn, khoảng một muỗng cà phê. Mình bỏ thịt bò cải thì mình cũng đã trụng sơ, khi mình xào mình bỏ thịt bò với cải vô cho thịt bò với cải nó đều thấm vị với nhau được hết nha các bạn. Cái này rất là đơn giản mà ngon nha. Cái này dầu hào thì nó cũng đã mặn, bột niêm mà cũng mặn rồi đó các bạn. Mình không cần cho cái gì vô nữa hết. Này là nửa muỗng bột niêm, nửa muỗng cà phê,
với nửa muỗng cà phê đường với một tí bột ngọt thôi nha. Như vậy là nó đủ mặn để với chút cho một muỗng cà phê dầu hào. Mình cho vào đây vào lá vài lát ớt. Như vậy là được rồi nha bà, mình tắt lửa. Nhà nhắc xuống mình cho ra đĩa nha. Bây giờ cái món nạm bò chay của mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Ở đây là món xào, nạm bò xào với cải bó xôi nha. Cải thìa nha các bạn, mình nói lộn. Thịt bò xào với gốc cải thìa. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một miếng tiêu. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành hai món ăn nha. Một món là cách làm nạm bò chay. Thì cái này là món chay thì nguyên liệu nó tương tự giống như nhau, nhưng mà mình đặt cái tên để cho có cái dễ kêu thôi nha các bạn. Đó, chứ còn không có tên mình cũng không biết đặt nó là cái tên gì. Thành ra mình đặt là thịt nạm bò chay nha. Các bạn thấy là ngon nha. Cái này là cái da. Cái da mình tính làm màu trắng mà thôi, mình là tình làm cái màu ngà ngà luôn. Thôi, hai món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này ngon miệng và thành công nha. Cái thịt này các bạn có thể là nấu là cà ri, nấu là gu, chiên, ăn bún. Và có thể là mình kho gừng, kho sả đều được hết nha, kho tiêu đều được hết nha các bạn. Tại vì nguyên liệu nó na ná giống như nhau thôi. Đó, nó chỉ khác chút đỉnh thôi nha các bạn. Thôi giờ mình xin chào các bạn nha. Chúc cả nhà luôn được bình an nha.